Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe không phải là của Thầy, nhưng là của Cha đứng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng đứng phù trợ là Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha. Bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây, Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô Phục Sinh. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục Sinh. Và chúng ta biết rằng đã là Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục Sinh thì chỉ còn ít ngày nữa thôi. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta lại long trọng mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa Về Trời. Vì vậy mà những bài tin mừng mà chúng ta nghe công bố trong những ngày qua, đặc biệt là trong ngày Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục Sinh này, đã bắt đầu nhắc tới việc Chúa Giêsu đã ra đi. Tất nhiên là những bài tin mừng mà chúng ta nghe này, khi Chúa Giêsu nói ra đi, có nghĩa là Chúa Giêsu sắp sửa đi để chấp nhận cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Nhưng mà cũng trong tâm tình mà Chúa sắp sửa thăng thiên về trời, thì giáo hội lại cho chúng ta được nghe những bài tin mừng, những lời tâm sự của Chúa Giêsu, những lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu trước khi Ngài rời các tông đồ để ra đi. Tiếng Việt của chúng ta có câu rằng: xa mặt nhưng mà không cách lòng. Đó là lý tưởng. Xa mặt nhưng mà không cách lòng. Chúng ta ở xa nhau nhưng mà lòng chúng ta vẫn ở gần nhau, vẫn ở bên nhau. Đó là lý tưởng. Nhưng trong thực tế thì rất dễ xảy ra tình trạng là xa mặt thì cách lòng. Ở xa nhau, không còn gần gũi nhau, không còn nhìn thấy nhau nữa rồi, thì lòng cũng dễ quên nhau, dễ xa nhau. Đó là một cái thực tế mà đã xảy ra rất nhiều trong xã hội, trong cuộc sống. Ví dụ, đã biết có biết bao nhiêu cặp vợ chồng vì sống xa nhau cho nên hạnh phúc gia đình đã tan vỡ. Nhiều người sống xa nhau tạm thời, ít ngày không sao, nhưng mà đến ngày này tháng nọ cứ ở xa nhau mãi, thì đúng, trong thực tế nhiều gia đình đã tan vỡ vì xa nhau nên cách lòng. Hay chúng ta cũng thấy, ngay cả trong, không nói là xa nhau nữa, mà rất nhiều gia đình, ví dụ như tại Hoa Kỳ này, có nhiều gia đình thì để vì chăm sóc con cái cho nên là có khi chồng thì đi làm ban ngày, rồi vợ thì ở nhà giữ con, rồi đến chiều tối chồng về thì vợ lại đi làm để cho chồng ở nhà chăm sóc cho con cái. Thế là vì cơm áo gạo tiền, vì miếng ăn mà đôi khi vợ chồng cũng không có nhiều giờ cho nhau, cũng đã xảy ra nhiều cảnh tan vỡ, gia đình bị mất đi tình cảm. Hay là cái trong trường hợp là có những người cha, những người chồng vì công ăn việc làm cho nên thường xuyên phải vắng nhà. Thế là một đứa bé khi sinh ra
nó đã thấy không có thấy hình bóng của người cha thường xuyên ở trong gia đình, nó vắng bóng hình ảnh của người cha, thì một cái điều thường xuyên xảy ra đó là cái đứa bé lớn lên nó hầu như không có tình cảm với người cha được đầm thắm lắm, nó khó gần gũi với người bố người cha của mình. Hay là có những đứa con trai vì vắng bóng người cha người bố trong gia đình cho nên lớn lên nó không có một mẫu gương của một người đàn ông ở trong gia đình, để rồi nhiều khi nó không biết phải là một người đàn ông thì như thế nào. Hay ngược lại cũng vậy, ở Việt Nam ví dụ như những năm sau này có những người phụ nữ hay có những người cha cũng vì công ăn việc làm, vì miếng cơm manh áo đã phải đi lao động ở nước ngoài. Là từ khi con còn bé, bố đã vắng nhà hay là có khi mẹ đã vắng nhà, thế là con cái nó thiếu thốn tình thương. Nó thiếu thốn tình thương của người cha hay thiếu thốn tình thương của người mẹ, để rồi sau này khó để mà bù đắp lại, mà nhiều khi chính con cái vắng cha mẹ cũng trở nên hư đốn. Không phải là trường hợp nào cũng vậy, nhưng mà cũng rất nhiều trường hợp là vì xa cha xa mẹ cho nên con cái đã trở nên hư đốn. Vì vậy mà ngày hôm nay trong bài tin mừng, khi Chúa Giêsu sắp sửa rời xa các môn đệ, Ngài cũng lo lắng, Ngài cũng muốn an ủi các tông đồ, thứ nhất để tránh cái tình trạng là xa mặt mà cách lòng, để rồi cách lòng. Cho nên Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh cái việc là xa mặt nhưng mà không có cách lòng. Chắc chắn rằng Thiên Chúa thì luôn luôn trung thành. Chúa thì dù rằng xa mặt nhưng mà không có cách lòng. Một cái cách cụ thể nhất là gì? Là trước khi Chúa Giêsu ra đi, Ngài đã lập ra phép thánh thể để tiếp tục hiện diện ở lại với chúng ta trong hình bánh, hình rượu đó, để an ủi chúng ta, để thêm sức, để nâng đỡ cho chúng ta. Thế là Ngài đã quan tâm tới cái điều đó. Rồi ngày hôm nay thì Ngài còn nói gì nữa? Nếu anh em yêu mến Thầy thì giữ lời của Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Chúa Giêsu nói rằng khi Ngài ra đi rồi, một cái cách để cho chúng ta tiếp tục ở lại với Ngài xa mặt nhưng mà không cách lòng, đó là hãy tuân giữ, hãy sống những điều mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Và nếu chúng ta tuân giữ lời của Chúa Giêsu là chúng ta tuân giữ lời của Thiên Chúa Cha. Và nếu chúng ta tuân giữ lời của Chúa Giêsu, tuân giữ lời của Thiên Chúa Cha, thì như Chúa Giêsu đã nói, chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Hay nói cách khác là gì? Là Chúa Giêsu không bao giờ rời xa chúng ta cả. Một cái cách để cho Ngài luôn luôn ở với chúng ta và chúng ta ở trong Ngài, đó là tuân giữ lời của Chúa. Vậy thì cần phải tuân giữ lời của Chúa như thế nào để rồi chúng ta xa mặt nhưng mà không có cách lòng với Chúa? Thưa, một cách cụ thể nhất là, thứ nhất, chúng ta hãy sống cái linh đạo phụng vụ. Linh đạo phụng vụ gồm có vài bước như thế này. Thứ nhất là chúng ta hãy thường xuyên đọc lời của Chúa. Lời của Chúa là chính Chúa. Mỗi lần chúng ta nghe lời của Chúa, mỗi lần chúng ta đọc lời của Chúa là Chúa đang nói chuyện với chúng ta, Chúa đang thỏa thẻ với chúng ta. Mà nếu như dù rằng chúng ta có xa nhau đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta thường xuyên trò chuyện với nhau, thường xuyên đối thoại với nhau, thì chúng ta vẫn có thể giữ được cái tình cảm đó. Ví dụ thôi, ngày hôm nay khi chúng ta ở xa nhau, nhưng mà tạ ơn Chúa là chúng ta có những phương tiện khoa học kỹ thuật ngày hôm nay tân tiến, để rồi chúng ta có thể nhắn tin qua cho nhau, chúng ta có thể gọi điện thoại cho nhau bằng điện thoại trực tiếp, hay là qua Viber, hay là qua Zalo, hay là qua Magic Chat. Rồi chúng ta lại có Zoom nữa. Thế là chúng ta ngày hôm nay không chỉ là có thể nghe thấy tiếng của nhau, đối thoại với nhau, mà chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của nhau nữa. Thế là ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta để chúng ta có thể xa, Chúa không ở đây với chúng ta nữa, bằng xương, bằng thịt nữa, nhưng mà Chúa ở với chúng ta qua lời của Chúa. Thế là hãy thường xuyên lắng nghe lời của Chúa, đọc lời của Chúa, để Chúa luôn luôn đối thoại, chúng ta nghe tiếng của Chúa, rồi chúng ta suy niệm lời của Chúa. Chúa nói với chúng ta rồi thì chúng ta bắt đầu, lời của Chúa thì sâu xa, huyền bí, cho nên sau khi chúng ta nghe lời Chúa nói với chúng ta rồi thì chúng ta suy nghĩ, suy niệm về qua cái đoạn tin mừng, qua đoạn lời Chúa này, Chúa muốn nói với chúng ta cái điều gì, Chúa muốn nói với chúng ta cái điều gì. Mà như Chúa Giêsu nói đó, là Chúa ra đi rồi nhưng mà Chúa Thánh Thần đứng phù trợ sẽ đến. Chúa Cha sẽ sai Thánh Thần đến nhân danh Chúa Giêsu
Để rồi Ngài nhắc nhở cho chúng ta về những điều mà Chúa Giêsu đã nói, hay nói cái khác là gì? Là dù lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Thánh Kinh đã được nói từ nhiều ngàn năm về trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay qua quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần đứng phù trợ, mà Chúa Giêsu nói rằng Chúa Cha sẽ sai đến, sẽ giúp cho chúng ta nhớ lại những điều Chúa Giêsu muốn nói. Hay là qua đoạn tin mừng đó, Chúa muốn nói với chúng ta cái gì? Cái đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đọc ngày hôm nay có thể đã được viết từ nhiều ngàn năm về trước rồi, nhưng mà ngày hôm nay qua quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần, lời đó trở nên mới mẻ, cho nên mới gọi là lời hằng sống. Có nghĩa là không bao giờ lỗi thời, không bao giờ là cũ, không bao giờ là chết cả. Là cái lời hằng sống, có nghĩa là có thể được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời. Thế ngày hôm nay Chúa Thánh Thần đến để nhắc nhở cho chúng ta. Chúa Thánh Thần được sai đến để giúp cho chúng ta hiểu lời của Chúa muốn nói với chúng ta cái gì trong hoàn cảnh này, trong biến cố này, trong ngày sống ngày hôm nay. Thế là chúng ta suy niệm, Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta. Rồi sau khi chúng ta suy niệm, rồi chúng ta hiểu được lời của Chúa rồi, thì bước kế tiếp là gì? Là chúng ta thân thưa lại với Chúa, nói lại với Chúa, tâm sự với Chúa những ưu tư, những lo lắng của chúng ta. Cái phương pháp mà tôi đang nói đây đó là Lux Divina, tức là một cái phương pháp suy niệm lời của Chúa. Bước thứ nhất là chúng ta đọc lời của Chúa, có nghĩa là Chúa nói với chúng ta. Bước thứ hai là chúng ta suy niệm lời Chúa, hay cách khác là suy nghĩ xem Chúa muốn nói với chúng ta cái điều gì qua đoạn lời Chúa này, và Chúa Thánh Thần tác động giúp cho chúng ta trong cái việc này. Và cái bước thứ ba là gì? Là giờ sau khi chúng ta nghe Chúa nói rồi, rồi chúng ta lại suy nghĩ về lời của Chúa rồi, để chúng ta thân thưa lại với Chúa, nói với Chúa về những suy tư, những ưu tư, những lo lắng, đặc biệt là những cái gì mà chúng ta suy niệm được trong cái đoạn lời Chúa vừa qua. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Rồi cái bước thứ bốn đó là khi chúng ta chiêm ngắm, chúng ta ngồi thinh lặng thôi, để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, để Chúa Thánh Thần đánh động trong tâm hồn của chúng ta. Thế là cái bước thứ nhất để cho chúng ta giữ lời của Chúa. Ai yêu mến Thầy hãy giữ lời của Thầy. Đó là bằng cách siêng năng làm Lex Divina, siêng năng đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, cầu nguyện với lời của Chúa. Và cái bước thứ hai để chúng ta giữ lời Chúa đó là gì? Là chúng ta cử hành lời của Chúa. Bước thứ nhất là chúng ta đọc suy niệm lời của Chúa trong Lex Divina. Bước thứ hai là bây giờ chúng ta cử hành lời của Chúa. Vậy cử hành lời của Chúa ở đâu và như thế nào? Thưa, chúng ta cử hành lời của Chúa trong việc đọc kinh thần vụ. Đọc kinh thần vụ, các giờ kinh thần vụ, đó là chúng ta đang cử hành lời của Chúa. Và đặc biệt là chúng ta cử hành lời của Chúa ở trong thánh lễ. Thế là suy niệm lời của Chúa trong Lex Divina. Bây giờ chúng ta cử hành lời của Chúa, chúng ta suy niệm những cái mầu nhiệm của Chúa ở trong Lex Divina. Và bây giờ chúng ta cử hành những cái mầu nhiệm đó ở trong các giờ kinh thần vụ, ở trong thánh lễ. Những cái mầu nhiệm của Chúa. Rồi cái bước thứ ba là gì? Là chúng ta đưa ra để chúng ta sống lời của Chúa, sống mầu nhiệm của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Thế là linh đạo phục vụ gồm cái ba bước đó. Mà đó là cái cách cụ thể nhất và có thể là cái cách tốt nhất để cho chúng ta có thể giữ lời của Chúa. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời của Thầy. Giữ lời của Thầy bằng cách suy niệm lời của Thầy, những mầu nhiệm của Thầy. Rồi chúng ta cử hành những mầu nhiệm đó trong các giờ kinh thần vụ, trong thánh lễ. Rồi chúng ta sống những cái mầu nhiệm đó, sống lời của Chúa ở trong đời sống thường ngày của chúng ta qua việc phục vụ trong bác ái và yêu thương. Đó là cách mà chúng ta giữ lời của Chúa cụ thể. Chứ nhiều khi nói rằng ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời của Thầy thì nghe ra nó mông lung quá. Nhưng mà nếu chúng ta làm những điều như tôi vừa nói đấy, suy niệm lời của Chúa, cử hành lời của Chúa, rồi sống lời của Chúa, áp dụng lời của Chúa vào trong cuộc đời của chúng ta, cụ thể là qua việc phục vụ trong bác ái và yêu thương, thì đó là cái cách chúng ta thực sự giữ lời của Chúa. Chúa thì luôn luôn trung thành với chúng ta, xa mặt nhưng mà không cách lòng. Chúa luôn luôn trung thành với mọi lời Chúa nói, qua lời của Chúa, qua các bí tích, đặc biệt là qua thánh lễ, Chúa vẫn ở lại với chúng ta. Và cụ thể hơn nữa là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Như Chúa Giêsu nói, khi Thầy đi rồi thì Đấng Phù Trợ sẽ đến, Chúa Cha sẽ sai Thánh Thần đến nhân danh Thầy. Thế là Chúa Thánh Thần hiện diện ở giữa chúng ta, với chúng ta, để nhắc nhở chúng ta, để soi sáng cho chúng ta, để đồng hành với chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng thường xuyên
ý thức được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trong mỗi ngày sống của chúng ta. Tôi nhớ rằng cách đây cũng hơn 20 năm rồi, cha linh hướng của tôi có cho tôi một cái bản kinh do một nữ tu dòng Kín soạn ra. Và nữ tu dòng Kín để soạn mỗi giờ trong vòng cả 24 giờ đều có một cái kinh nguyện ngắn để xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng nâng đỡ cho. Chúng ta cần phải ý thức nhiều hơn nữa về vai trò và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, trong thế giới và trong cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay, để rồi chúng ta thường xuyên kêu xin Ngài. Để như Chúa Giêsu nói, Thánh Thần sẽ đến để nhắc nhở chúng ta biết những gì mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, nhắc nhở chúng ta, giúp chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta cần ý thức và cần cầu xin Chúa Thánh Thần nhiều hơn nữa. Rồi một cái điểm nữa, Chúa Giêsu đã nói rằng ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, và Chúa Thánh Thần sẽ đến đồng hành với chúng ta. Thì Chúa luôn luôn trung thành rồi, xa mặt nhưng mà không có cách lòng. Còn chúng ta thì sao? Chúa thì không có cách lòng rồi, còn chúng ta thì chúng ta có cách lòng không? Chúng ta có trung thành với Chúa không? Có yêu mến Chúa thật sự không? Và chúng ta yêu mến Chúa như thế nào? Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta nghĩ rằng chúng ta tuân giữ lời Chúa, có nghĩa là chúng ta giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời, rồi 6 điều răn hội thánh, rồi chúng ta đi thờ, đi lễ vân vân, là chúng ta nghĩ rằng chúng ta yêu mến Chúa rồi. Có thể, nhưng mà chúng ta vẫn phải cẩn thận đấy. Bởi vì lời của tiên tri Isaiah đã nói là gì? Là quân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng mà lòng chúng thì lại thật là xa ta. Nhiều khi có thể là chúng ta cũng đọc kinh cầu nguyện, chúng ta tuân giữ các điều răn, chúng ta đi thờ, đi lễ vân vân, nhưng mà chúng ta có yêu mến Chúa bằng cách tuân giữ lời của Chúa không? Tuân giữ luật yêu thương của Chúa, luật tha thứ của Chúa, luật chung thủy của Chúa. Chung thủy không phải với Chúa không, mà vợ chồng chung thủy với nhau, con cái trung thành với cha mẹ, vâng lời cha mẹ. Rồi như cha đã tha thứ thì chúng ta có tha thứ cho nhau không? Cho nên Chúa thì luôn luôn không có cách lòng với chúng ta, nhưng mà lòng chúng ta thì có cách xa Chúa không? Chúng ta có thường xuyên nhớ đến Chúa không? Tôi không nhớ rõ tên của vị thánh nào, nhưng mà một vị thánh đã nói rằng cầu nguyện là nhớ đến Chúa. Mỗi lần chúng ta nhớ đến Chúa là chúng ta cầu nguyện rồi. Mà nếu chúng ta thường xuyên nhớ đến Chúa, có nghĩa là chúng ta thường xuyên cầu nguyện, mà thường xuyên nhớ đến Chúa thì chắc là ít khi chúng ta phạm tội lắm. Bởi vì chúng ta quên Chúa, quên những lời Chúa dạy, cho nên chúng ta mới phạm tội thôi. Cho nên cầu nguyện là thường xuyên nhớ đến Chúa. Và phải nhớ đến Chúa nhiều hơn là hơi thở của mình nữa. Thì chắc chắn là cuộc đời của chúng ta sẽ tốt hơn. Cho nên vì vậy sau khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài ban Chúa Cha sẽ sai Chúa Thánh Thần đến để nhắc nhở chúng ta, để chúng ta hiểu, thì Chúa Giêsu còn nói gì nữa? Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Chúa Giêsu là một vị Thầy vĩ đại. Cái sự thông thái của Ngài thì chúng ta không cần phải bàn tới rồi. Chúa đã chỉ dạy cho chúng ta biết bao nhiêu những sự khôn ngoan, chỉ cho chúng ta con đường để về cùng với Thiên Chúa Cha. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng có một tấm lòng của một người cha, của một người mẹ. Bằng cách là gì? Trước khi đi xa, Chúa Giêsu nhắn nhủ, lo lắng, ân cần với chúng ta. Rồi bây giờ Ngài còn lo lắng, Ngài còn gì nữa? Ban cho chúng ta bình an nữa. Thầy ban cho chúng con bình an. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Nhớ là gì? Không phải là cái sự bình an của thế gian, mà là bình an của Thầy. Chúa Giêsu nói rất rõ. Nhiều khi chúng ta cứ nói, ô, Chúa ban cho bình an mà có thấy bình an đâu. Thưa ông bà chị em, không phải cái thứ bình an của thế gian, không phải cái thứ bình an mà chúng ta thường nghĩ tới, mà là thứ bình an của Chúa. Vậy thì cái thứ bình an của Chúa là bình an như thế nào? Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng bình an có nghĩa là không có ốm đau bệnh tật, không có chiến tranh, không có loạn lạc thì là bình an. Thưa ông bà chị em, không phải. Cái đó là hòa bình. Hòa bình là không có chiến tranh. Còn yên ổn có nghĩa là không có ốm đau bệnh tật, không có những xung đột.
Cho nên đó gọi là yên ổn, là hòa bình, chứ không phải là bình an. Bình an là ở bên trong. Còn những cái việc không có chiến tranh, không có ốm đau, bệnh tật, không có xung đột là những cái ở bên ngoài. Còn bình an là cái ở bên trong. Và đó là điều Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta. Đặc biệt khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại phục sinh, Ngài luôn luôn nhắc nhở rằng Thầy ban bình an cho các con. Và cái sự bình an đó là ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Bên ngoài là yên ổn, là hòa bình, nhưng mà bình an là ở bên trong. Và đặc biệt ngày hôm nay Chúa Giêsu nói rằng Thầy ban cho các con bình an của Thầy. Thế bình an của Thầy có nghĩa là gì? Cái sự bình an ở bên trong, bình an của Thầy có nghĩa là sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ nhận được sự bình an này, chỉ cảm nhận được sự bình an này khi chúng ta liên có một mối dây liên kết mật thiết với Chúa. Đó là gì? Bình an của Thầy ở trong Chúa, với Chúa, liên kết mật thiết với Chúa. Hay như tôi có thể nói, đã từng nói trước đây là gì? Là sự bình an nó lệ thuộc vào niềm tin tưởng, niềm trông cậy của chúng ta vào Thiên Chúa. Chúng ta càng sống mật thiết với Chúa bao nhiêu, càng có Chúa ở trong tâm hồn chúng ta bao nhiêu, chúng ta càng ở trong Chúa bao nhiêu, chúng ta càng tin tưởng trông cậy phó thác vào Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng được bình an bấy nhiêu. Cho nên chúng ta thấy đấy, các thánh, đặc biệt các thánh tông đồ, chúng ta thấy là sau khi Chúa Giêsu tử nạn phục sinh, rồi các ông ra đi rao giảng tin mừng khắp mọi nơi, nào là bị chống đối, bị tù đày, bị đánh đòn, bị giết chết, nhưng mà các ông vẫn bình an và hân hoan. Và sách Tông đồ Công vụ nói là gì? Là sau khi bị tù đày, sau khi bị đánh đòn vì nhân danh Chúa Giêsu, các ông còn cảm thấy vui mừng hớn hở vì đã chịu hy sinh, chịu khó vì danh của Chúa. Các ông được cái sự bình an ở trong tâm hồn ấy. Hay các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta, như các tiền nhân anh dũng của chúng ta, đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, phải trốn chạy vì bị bách hại, phải bị tù đày, bị bỏ đói, bị đánh đòn, bị phơi nắng, bị sỉ nhục, bị phân tán gia đình, phân ly, rồi chết một cách đau đớn. Người thì bị treo cổ, người thì bị chém đầu, người thì bị voi giày, người thì bị tùng xẻo. Nhưng mà các ngài vẫn luôn bình an, để khi ra pháp trường vẫn ca hát chúc tụng Thiên Chúa, vẫn cầu nguyện, vẫn xin Chúa tha thứ cho những người hành hạ bách hại mình. Bởi vì các ngài có sự bình an của Chúa Giêsu, của Thầy Giêsu đã ban cho họ. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, chứ không phải là thứ bình an mà thế gian ban tặng. Bởi vì thứ bình an của thế gian ban tặng thì chóng đến và chóng đi, chóng mất và chóng hết, không tồn tại vĩnh viễn được. Chúng ta thấy ngày hôm nay con người đã tìm những cái sự thú vui, tìm những cái thú vui chóng qua chóng hết. Nào là qua xỉ ke ma túy, qua tiền bạc, qua những cái cuộc tình chóng vánh vân vân. Có thể là mang đến cho người ta cái thú vui, một cái sự an bình giả tạo tạm thời nào đó. Nhưng mà khi những cái đó qua đi thì họ lại càng đau khổ, họ lại càng đi vào bế tắc. Mà chúng ta thấy cho nên xã hội ngày hôm nay, như một số các bài giảng tôi đã nói trước đây đó, con người ngày hôm nay càng muốn đi tìm tự do, thoải mái. Họ không muốn tin vào Chúa, họ không muốn giữ luật của Chúa, của giáo hội. Bởi vì họ cho rằng luật của Chúa, luật của giáo hội làm cho cuộc sống của họ ngột ngạt và nặng nề. Thế là họ càng muốn đi tìm những cái tự do theo ý của họ. Nhưng cuối cùng kết quả là gì? Chúng ta thấy rõ ràng thế giới ngày hôm nay càng loạn lạc. Đã biết bao nhiêu gia đình càng đổ vỡ, càng tan nát. Người ta càng bi quan, càng ngày càng nhiều người bị bệnh tâm thần, nhiều người bị bệnh trầm cảm, nhiều người đã kết thúc mạng sống của mình. Và ngay cả những em trẻ đã kết thúc mạng sống của mình một cách rất là bi thương, đáng tiếc. Rồi càng ngày càng nhiều những tệ nạn xã hội, nhà tù vẫn đầy rẫy cả. Cho nên ngày hôm nay Chúa hứa ban chúng ta một thứ bình an khác. Không phải thứ bình an, cái sự chóng qua chóng hết của nhân loại, mà là sự bình an trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Có Chúa ở trong tâm hồn, chúng ta ở trong Chúa và niềm tin tưởng trông cậy phó thác vào Chúa. Để rồi bất cứ mọi gian nan, mọi thử thách, mọi khó khăn trong cuộc đời này không làm cho chúng ta chùn bước, không làm cho chúng ta sợ hãi, mà chúng ta luôn bám chặt vào Thiên Chúa là đứng cứu độ chúng ta, là đứng để yêu thương chúng ta. Rồi Chúa Giêsu tiếp tục nói rằng lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi.
Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con hãy nghe Thầy nói với các con đã nghe Thầy nói với các con rằng Thầy đi rồi Thầy lại trở lại với các con. Thú thật với ông bà anh chị em, trong thời gian qua có những lúc tôi cũng lo lắng, tôi cũng thấy sợ hãi lắm. Bởi vì thấy xã hội thế giới ngày hôm nay càng ngày càng trần tục hóa. Càng ngày người ta càng muốn xa rời Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa. Rồi ngày hôm nay càng ngày càng nhiều quốc gia, luôn cả những quốc gia lâu nay đã là những quốc gia tin vào Chúa mà bây giờ cũng chối bỏ Thiên Chúa, đưa ra những luật lệ, những cái đạo luật chống lại Thiên Chúa, những cái đạo luật mang tính cách vô thần, để rồi người ta chiều chuộng theo ý riêng của người ta, theo những chủ nghĩa cá nhân của người ta. Rồi thấy chiến tranh loạn lạc, chúng ta thấy chiến tranh ở bên Ukraine đã kéo dài tới hơn 80 ngày rồi mà vẫn còn chiến tranh, biết bao nhiêu người vô tội phải đau khổ, phải chết. Mà những nhà lãnh đạo các quốc gia thì chính là phải sáng suốt, rồi cuối cùng trở nên như mù quáng, để rồi vẫn tiếp tục viện ra những lý do không chính đáng để tạo ra những cuộc chiến làm cho biết bao nhiêu người tan nát, đau khổ, nhà cửa và gia đình. Rồi nhìn vào trong giáo hội của chúng ta cũng có nhiều nguy cơ bị rạn nứt, cũng có những xì căng đan, cũng có những chia rẽ, cũng có những cái điều làm cho người ta hoang mang sợ hãi. Thế là cũng là một con người, có những lúc tôi cũng cảm thấy lo lắng. Nhìn vào giới trẻ ngày hôm nay nữa, nhiều người trẻ ngày hôm nay không còn đi đến nhà thờ, không còn xưng tội rước lễ nữa. Nhiều bạn trẻ ngày hôm nay sống không còn sống đúng theo luật của Chúa giáo hội nữa. Thế là có nhiều điều để lo lắng và đôi khi tôi nói thật cũng sợ hãi nữa. Ví dụ trong một hai tuần vừa qua đấy, ở nước Mỹ này, người ta muốn chống đối, để rồi người ta biểu tình chống đối trước nhà của các thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ, bởi vì người ta sợ rằng tòa án tối cao Hoa Kỳ sẽ bỏ đi cái luật cho người ta phá thai. Để rồi người ta đã xuyên tạc, người ta biểu tình rồi có khi là vào để đập phá các nhà thờ Công giáo. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy lo lắng, nhưng mà ngày hôm nay khi đọc bài tin mừng, Chúa Giêsu nói rằng lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi, bởi vì Chúa là chủ của vũ trụ này và giáo hội là của Chúa. Chúa biết điều gì đang xảy ra. Chúa có thể để cho những sự việc đó xảy ra trong một thời gian, nhưng mà những cái đó không thể thắng được, bởi vì nếu Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và sống lại phục sinh thì không có cái gì mà Ngài không có thể làm dẹp yên được cả. Chúng ta nhớ khi các tông đồ đang trên chiếc thuyền, rồi sóng gió nổi lên, các tông đồ tưởng như mình sẽ sất thuyền, sất chìm, các ông sẽ chết rồi. Các ông gọi Chúa Giêsu dậy và nói là Thầy không không nghĩ đến chúng con hay sao? Và Chúa Giêsu tỉnh dậy rất nhẹ nhàng, chỉ phán một lời thì sóng gió liền yên lặng cả. Thế ngày hôm nay cũng vậy. Những sóng gió trong cuộc đời của chúng ta, những sóng gió trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ của chúng ta, trong giáo hội của chúng ta, trong thế giới của chúng ta, trong đất nước của chúng ta, nếu Chúa phán một lời thôi, tất cả đều sẽ được ổn định, bình an cả. Còn ngày hôm nay, có lẽ vì lý do nào đó, trong sự nhiệm màu chúng ta không biết được, Chúa để cho những sự việc đó xảy ra. Chúa không ngăn cản. Có thể cũng là một cái sự thử thách đối với chúng ta. Để như Chúa Giêsu nói đấy, ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Vậy thì đứng trước những cái thử thách, những gian nan, những cám dỗ đó, chúng ta còn yêu mến Chúa đủ để tuân giữ lời của Chúa không? Hay là đứng trước những lo lắng, những ưu tư, những sợ hãi đó, chúng ta đã dần đánh mất niềm tin và chúng ta nghĩ rằng Chúa ở đâu, tại sao có Chúa mà lại Chúa lại để cho những sự lôi thôi lịch đặt những cái đau khổ như thế này? Chúng ta còn yêu mến Chúa đủ để tiếp tục tuân giữ lời của Chúa không? Hay là những thử thách, những đau khổ này đã làm cho chúng ta dần mất niềm tin đi? Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu nói để củng cố chúng ta, lòng các con đừng xao xuyến, đừng có sợ hãi. Tôi nhớ không lầm, hôm qua tôi đọc kinh sách, trong sách Khải Huyền đấy, cũng có nói tới rằng chính Thiên Chúa cũng để cho Satan được thoát ra một thời gian cả ngàn năm để nó quấy phá, nhưng mà cuối cùng Thiên Chúa vẫn sẽ chiến thắng. Nếu chúng ta cứ nhìn vào lịch sử của giáo hội,
Qua hơn 2.000 năm thăng trầm, giáo hội đi qua biết bao nhiêu những biến cố. Từ bị bách hại cho đến bị chống đối, từ bị tấn công từ bên ngoài, bị chia rẽ từ bên trong. Rất nhiều lần chúng ta nếu như giáo hội chỉ là của con người thì giáo hội đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà giáo hội vẫn còn tồn tại ngày hôm nay bởi vì giáo hội là của Chúa. Và Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục tồn tại trong giáo hội như lời Chúa nói, Thầy sẽ cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa còn nhắc nhở chúng ta là Chúa Thánh Thần sẽ được sai đến bởi Thiên Chúa Cha. Nhân danh Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục đồng hành thánh hóa giáo hội. Cho nên vì vậy, đúng, có nhiều thử thách, nhiều gian nan, nhiều khốn khó lắm. Và nhiều điều chúng ta không hiểu được, không giải thích hết được. Nhưng mà chúng ta hãy tin vào lời của Chúa ngày hôm nay. Ai yêu mến Thầy, hãy giữ lời của Thầy. Và một trong những điều giữ lời của Thầy ngày hôm nay là Thầy nói với chúng ta rằng, lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói rằng, Thầy đi rồi Thầy trở lại với các con. Có những lúc chúng ta cảm thấy như Chúa đang ngủ. Có những lúc chúng ta cảm thấy như Chúa không hiện diện. Nhưng mà như Chúa Giê-xu nói ngày hôm nay, Thầy ra đi, nhưng mà Thầy sẽ trở lại, ông bà anh chị em ạ. Thầy sẽ trở lại và Thầy sẽ chiến thắng. Thầy sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Thầy sẽ trở lại để đưa mọi sự về cùng với Thiên Chúa Cha. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây, Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Chúa Giê-xu, cái tấm lòng của một người Thầy, của một người cha, người mẹ, quan tâm, lo lắng. Ngài sợ rằng khi Ngài ra đi hay là những sự khó xảy đến, chúng ta sẽ nao núng, chúng ta sẽ mất niềm tin, chúng ta sẽ thất vọng. Cho nên Chúa Giê-xu nói là gì? Thầy nói với chúng ta trước, biết trước những điều này. Để rồi khi những cái việc đó xảy ra, chúng ta vẫn có thể tin. Chúng ta vẫn có thể tin. Chúa Giê-xu về với Thiên Chúa Cha bởi vì Ngài luôn luôn khao khát sống mật thiết với Thiên Chúa Cha. Và vì Chúa Giê-xu về với Thiên Chúa Cha, cho nên Chúa Thánh Thần lại mới được gửi đến cho chúng ta. Cho nên là không có cái gì thiệt thòi cho chúng ta cả. Và chúng ta thấy tất cả những điều mà Chúa Giê-xu dạy trong bài tin mừng ngày hôm nay thì cũng y như một bài giáo lý dạy về Thiên Chúa Ba Ngôi vậy. Ai tuân giữ lời Thầy là tuân giữ Thầy, lời của Cha của Thầy. Chúa Giê-xu giới thiệu chúng ta rõ ràng rằng có một Thiên Chúa gọi là Thiên Chúa Cha, luôn luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-xu và cả hai ba ngôi nhưng là một Chúa. Rồi Chúa lại nói là gì? Là khi Thầy đi thì Chúa Thánh Thần sẽ được Chúa Cha sai đến. Thế là Chúa Cha sai Chúa Con, sai Chúa Thánh Thần. Nhưng mà cả ba ngôi thì đều là một Chúa thôi. Bởi vì nghe lời của Thầy là nghe lời của Cha. Và Thầy về cùng với Cha, Cha trọng hơn Thầy. Và Thánh Thần không ai khác là thần khí của Thầy đến để nhắc nhớ cho chúng con về những gì Thầy đã dạy chúng con. Cho nên là chúng ta phải cảm thấy bình an. Đọc bài tin mừng ngày hôm nay rồi thì dù rằng những khó khăn, những thử thách còn đó trong đời sống cá nhân cũng như là trong gia đình, trong cộng đoàn, trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta thấy những điều đó, chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta cố gắng yêu thương nhau, bao bọc nhau, tha thứ cho nhau, đặc biệt là để cho chúng ta lãnh nhận được sự bình an mà Chúa Giê-xu hứa ban, để rồi chúng ta lòng chúng ta không lo lắng và không xao xuyến. Thì hãy yêu mến Thầy, hãy giữ lời Thầy bằng cách là gì? Thường xuyên suy niệm các mầu nhiệm của Chúa trong Lectio Divina, bằng cách đọc lời của Chúa, suy niệm lời của Chúa, cầu nguyện lời của Chúa, rồi chiêm niệm lời của Chúa, và sau đó mang lời của Chúa, mang các mầu nhiệm của Chúa để cử hành trong các giờ kinh phụng vụ ở trong thánh lễ, rồi sau đó đưa những cái mầu nhiệm ở trong thánh lễ, trong các giờ kinh thần vụ đó ra, lời của Chúa ra để áp dụng trong đời sống của mình, cụ thể là việc trong việc phục vụ, trong bác ái và yêu thương. Nếu chúng ta yêu mến Chúa và vâng giữ lời của Chúa theo cách đó thì chắc chắn chúng ta sẽ được lãnh nhận sự bình an mà Chúa Giê-xu đã hứa ban cho chúng ta. Sự bình an từ đáy thẳm trong tâm hồn của chúng ta. Sự bình an vĩnh viễn lâu dài. Và rồi chúng ta cũng sẽ từ từ cảm nghiệm được lời Chúa Giê-xu nói rằng lòng các con đừng xao xuyến và sợ hãi. Thầy đi
và Thầy sẽ ở lại, trở lại với chúng con. Xin Đức Giêsu Kitô là Đấng đã yêu thương chúng ta, yêu thương cho đến cùng, xa mặt nhưng mà không cách lòng, sẽ luôn luôn tồn tại với chúng ta là điều chắc chắn rồi, và giúp cho mỗi người chúng ta cũng biết đáp trả lại tình yêu của Chúa, đáp trả lời lời mời gọi của Chúa, để rồi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta tuân giữ lời của Chúa, để chúng ta cũng vậy, không có xa mặt nhưng mà không có cách lòng, để chúng ta được bình an, để chúng ta không phải xao xuyến, không còn sợ hãi nữa. Bình an của Chúa ở cùng tất cả ông bà anh chị em. Amen.